Tiếp tục với lại con đồng hồ đến từ Nhật Bản, đó là con đồng hồ Senko, dòng hàng bãi. À, con này mức giá, con này số thứ tự là số 5, mức giá là 900.000. Tại sao nó lại 900.000? Bởi vì các bác thấy nhiều con nó toàn triệu 6, triệu 8, triệu 9. Con này nó có một cái vết nứt từ đây này bác này, nứt đều chút. Đối với cái vết nứt này, thật ra là bên em thì bán hàng đến đâu nó bị như này báo thế. Còn vết nứt này thì về các bác dùng cái tấm giấy trang trí màu đỏ hoặc màu xanh hay tùy theo màu bác. Bác cắt một vệt ngang để bác khuyết này, như kiểu nửa vầng trăng ấy. Bác dán vào đây luôn, vừa là trang trí, vừa là lấp cái vết này thoải mái, rất là đẹp. Nói chung là hoặc là bác dán một cái logo gì đây hoặc là một cái tem. Thật ra bình thường có nhiều nơi là họ sẽ dùng cái tem ấy, tem hãng hoặc tem logo, họ sẽ dán thẳng vào đây này. Dán thẳng vào đây là các bác không biết bị lỗi. Đấy, cứ nghĩ là tem. Nhưng như cái này thì bọn em bán hàng thì em cứ báo như thế này cho các bác. Từ cái này nó rẻ cho các bác cả triệu luôn đấy, rẻ luôn cả triệu cho bác rồi. Mức giá con số 5, mức giá 900.000. Đó là chiếc đồng hồ Senko số 5. Chưa, hình tháp vẫn quay rất là đẹp. Bình thường đấy, bình thường những đa số là những toàn là triệu 9, 2 triệu mấy thôi. Những cái này nó có một vết, phải báo một vết cũng báo. Con này có chiều cao là các bác này là 26,6, chiều cao 26,6, chiều ngang hết rồi là 21 này, 21 chiều ngang đáy 21. Chưa, rất là đẹp luôn, mặt lung linh luôn. Chưa, đẹp lung linh này. Em nó lắp pin ở đây ạ. $900,000, cảm ơn các bạn.